Đi chơi không? Người ta cho dắt chó đi shop mà. Chứ sao? Ta dắt chó đi chết đi. Nó không có đủ thông minh để đi đâu. Vậy hả? Dạ. Chừng nào mới dạch nói xong. Sắp rồi kìa. Bốn thùng nhiêu đó thôi hả, chỗ đâu nhét thì nhét thằng trước luôn, nhét xe mình. Ê, cho mày vô coi cái kia coi, có số inside không? Cho mày coi cái kia coi, bấm nút nào. Tao lâu rồi bấm nhiều ngoại mà mẹ không nhớ con gà hả? Vậy hả, mày lâu rồi mẹ không có xài đây hả? Trời mày rảnh dữ mày. 3 ngàn chưa xong á. Nó ngồi nó rảnh, nó ngồi nó xếp cái này nè. Cái này ti 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 rồi mày xếp cái miếng to đi, xếp cái này nhất cả mắt. Ta 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 ta. Mừng quá thằng ơi. Mày tắm chưa? Rồi. Hôm bữa rồi mày tắm hả? Không có hả? Trời ơi. Sao mày để nhà bành bội quá vậy? Cái này hồi sáng tao rủ ngoại đi, ngoại nó không đi đâu, bữa đi làm sao sao đâu, tao nói không đi thôi, không đi mà nói chi cho nó mất công mà. Cái bà hôm qua lộn á.